Nguyên tắc đầu tiên khi mua dàn âm thanh thì anh chị cần phải xác định được dàn âm thanh mà anh chị chuẩn bị mua thì để làm gì, nghe nhạc, xem phim hay hát karaoke. Mỗi một dàn âm thanh phục vụ nhu cầu khác nhau sẽ có chất lượng âm thanh khác nhau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm âm thanh của các anh chị. Anh chị không thể mua một dàn âm thanh để xem phim và dùng hát karaoke vì việc xem phim không thể chơi tốt mọi thể loại nhạc và chơi đúng nhạc hợp âm và nhạc lý. Nguyên tắc thứ hai, tìm hiểu chức năng của các thiết bị âm thanh. Việc hiểu rõ chức năng của từng thiết bị sẽ giúp anh chị lựa chọn được những sản phẩm tối ưu và phối ghép chúng để tạo ra một dàn âm thanh có chất lượng hay nhất. Phối ghép các thiết bị phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên lý của âm học. Nếu không thì âm thanh của dàn sẽ rất dở và các thiết bị âm thanh sẽ rất hao hỏng do hoạt động sai cách. Nguyên tắc thứ ba, lựa chọn không gian bố trí dàn âm thanh trước khi mua. Sau khi đã xác định được nhu cầu sử dụng thì anh chị phải xem xét đến việc lựa chọn không gian để lắp đặt dàn âm thanh. Không gian bố trí dàn âm thanh nên có nhiều khoảng trống, không được có quá nhiều đồ đạc. Nguyên tắc thứ tư, chọn công suất phù hợp với mục đích sử dụng và không gian. Nhiều người thường lầm tưởng rằng công suất càng cao thì nghe nhạc sẽ càng rã, nhưng nếu những phòng không đáp ứng được những thiết bị âm thanh có công suất lớn thì sẽ rất dễ làm hư thiết bị này. Nguyên tắc thứ năm, lựa chọn dàn âm thanh có đầy đủ các cổng kết nối cơ bản và các dây kết nối. Đây là điều mà rất nhiều người bỏ qua khi chọn mua thiết bị âm thanh. Mọi người thường nghĩ rằng chỉ cần mua thiết bị âm thanh có chất âm hay là được, mà không hề quan tâm đến việc thiết bị đó có đầy đủ các cổng kết nối như là HDMI, USB hoặc là các kết nối không dây khác hay không. Đến khi mua về sử dụng cần kết hợp với những thiết bị khác thì mới thấy vấn đề phát sinh, lúc đó đã quá trễ rồi. Nguyên tắc thứ sáu, cần xem kỹ thông tin loa mà anh chị định mua để xem quyết định dạng nhạc được loa đó hỗ trợ. Nếu như tài chính của anh chị không nhiều thì không cần phải mua thêm loa hỗ trợ. Anh chị nên chọn loa có âm lượng bass mạnh mẽ, rộng vang, không bị ù khi tăng âm lượng và phải dứt khoát khi thể hiện. Nguyên tắc thứ bảy, lựa chọn địa chỉ uy tín để mua hàng và nhờ các nhân viên âm thanh tư vấn. Việc lựa chọn mua hàng tại những địa chỉ uy tín là cực kỳ quan trọng. Ở những cửa hàng uy tín sẽ có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh và chế độ chăm sóc khách hàng vô cùng chu đáo. Điều này giúp anh chị không phải lo lắng nếu chẳng may thiết bị có gặp trục trặc hoặc hư hỏng.